Hi, xin chào mọi người, mình là Kai. Chào mọi người trở lại với channel của Kai. Ngày hôm nay mình sẽ làm một tập Kai về chuyện quay bút ha. Thì đây là một trong những câu chuyện mình đã trải qua. Mình đã trải qua trong cái thời gian mình chơi quay bút, cũng như là cuộc sống mình thay đổi. Thì ai cũng có thể nghỉ quay bút, ai cũng có thể bỏ một cái đam mê, một cái sở thích gì đó để vì một lý do, vì một hoàn cảnh như thế nào, thì mình sẽ không thể nào mà mình tiếp tục với lại cái bộ môn này. Thì mình muốn kể về một câu chuyện là một người bạn của mình. Ngày trước mình khi mình mới vào học ở một trường mới, mình chuyển nhà ở bên này, thì mình vào học một trường mới thì có một người bạn khi thấy mình tập quay bút thì cũng rất là hứng thú. Mình không tiện gọi tên ra ở đây, nhưng mà những người mà theo dõi mình chắc cũng có biết bạn này. Thì khi thấy mình quay bút, bạn đã rất là có hứng thú với bộ môn này, rồi thì có nói chuyện với mình, và kể từ đó mình và bạn trở thành như là bạn rất là thân, gọi là chí cốt luôn. Và mình chơi từ chắc là từ năm lớp 8 đến bây giờ, từ năm 2012 cỡ đó, cỡ 2012 là đến bây giờ là tình bạn là cũng phải gọi là 7-8 năm rồi. Thì ngày trước bạn, lúc mà mình chơi được khoảng 6 tháng, chơi quay bút được khoảng 6 tháng thì mình có nói chuyện và tiếp xúc với bạn, và bạn cũng đã bắt đầu chơi quay bút, là kiểu order mod, mua mod các kiểu tập luyện cùng với mình. Thì chơi thì có lên có xuống. Thì lúc đầu thì mọi người, thực ra là mình với bạn đó thì cùng nhau tập luyện, cùng nhau nghiên cứu, share này nọ những cái thứ hay ho khi mình thấy trên mạng, trên YouTube này nọ. Thì bạn đó cũng rất là hứng thú và cũng rất là hay nói chuyện với mình về bộ môn này. Được khoảng 1.5 năm đến 2 năm sau thì bạn cũng bắt đầu dần dần tiếp xúc với những người bạn mới, những cái sở thích mới. Thì mình với bạn không còn chơi quay bút chung nữa. Tuy nhiên thì kể từ lúc đó mình vẫn tiếp tục chơi quay bút và tiếp tục cuộc sống của mình thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt. Thì mỗi người mỗi ý, cuộc sống thay đổi thì mình phải nghĩ coi là hồ cái gì nó đáng hay không. Thì có, đó là một cái câu hỏi mà chính bản thân mình cũng hay hỏi, là bộ môn này nó có đáng để mà mình theo đuổi trong suốt thời gian qua hay không, hay là mình nên tìm một cái sở thích, một cái đam mê nó có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên thì chính bản thân mình thấy tuy là lúc đó mình chưa quay kiểu như là chưa quay giỏi hay là xuất chúng gì, nhưng mà mình vẫn cứ tiếp tục vì quay nó vẫn còn rất là vui và đem lại nhiều cái cảm xúc cho mình. Bởi vì cái sự phát triển, nhìn chính bản thân mình phát triển, nó cũng là một cái điểm hay trong bộ môn này mà mình nhận ra trong suốt thời gian qua. Thì đến bây giờ thì mình chơi quay bút chắc gần được đến tháng 10 này là được 9 năm. Một con số rất là đẹp, mình rất thích số 9. Thì được 9 năm là mình bắt đầu từ khoảng độ tháng 10 hoặc trước đó một xíu, năm 2011. Thì đến bây giờ là 2020 rồi. Thì mình vẫn tiếp tục và mình vẫn cảm thấy mỗi ngày vẫn có những cái sự phát triển mới, những cái bước tiến trong bộ môn này. Khi mà nhìn thấy những người chơi lâu năm cũng như là vừa mới bắt đầu chơi và cũng được một thời gian, thì có những cái thứ rất là độc đáo, hay ho, mới lạ, hấp dẫn, thì mình vẫn tiếp tục với bộ môn này. Tuy nhiên thì mình đi theo hướng riêng của mình, thì mình cũng chưa biết định nghĩa nó như thế nào, cho nên là
mình chỉ nói là hướng riêng của mình vậy thôi. Thì cái câu chuyện này mình muốn nói ra là để cho mọi người nghe được rằng mình cũng đã từng có những người bạn chơi Weibo cùng ở gần. Còn lại thì mình chỉ đơn giản là một mình chơi bộ môn này thôi, chứ cũng không có chơi với ai. Và sau đó thì may sao thì quen biết anh Sẹt và Neko. Thì khoảng vài năm trước thì mình mới có lập team DNA. Và lúc đó thì mình đến Neko và Sẹt cũng đã nói chuyện mình qua một thời gian dài rồi mới bắt đầu hội lại với nhau để mà ra một cái team DNA cho dạng như là cho Weibo Việt Nam. Mình muốn truyền tải những cái nội dung bằng tiếng Việt, bằng với sự kết hợp của những người anh em trong team. Thì lý do mình nói câu chuyện này là kể câu chuyện này là vì vừa rồi mình có nói chuyện với một bạn thì nghe tin là bạn của bạn đó chơi Weibo cùng đã nghỉ và theo một cái sở thích khác, những cái hay ho khác ở ngoài xã hội, ở ngoài bộ môn này. Thì mình cũng muốn nói rằng động viên là em như là chơi cái này thì mình chơi cho bản thân mình cảm thấy vui, mình còn chơi, mình còn học hỏi được nhiều một cái thứ gì đó, mình có thể tự hào với chính bản thân mình, nó như là đại diện cho chính cái tính cách cũng như là cái con người mình. Thì qua một thời gian dài mình nghĩ là cái cột mốc thì nó tùy mỗi người, nhưng mà qua một thời gian tầm 5 năm hay là 4 năm gì đó thì mình sẽ cảm thấy rằng mình là một, có thể gọi là tự hào nói rằng là mình là một người chơi Weibo và mình vẫn còn rất là hăng say với bộ môn này. Thì đó là lý do tại sao mình có câu chuyện ngày hôm nay. Và như các bạn đã biết thì cuộc sống nó thay đổi, thì con người thay đổi, bản thân mình thay đổi, và mình chỉ việc tiếp cận nó và sống theo cách riêng của mình. Còn chuyện Weibo hay không thì phụ thuộc vào cái tình của mình còn cho bộ môn đó hay không, chứ không có ai bắt buộc bạn phải Weibo cả đời cả, cũng như là không ai bắt buộc mình theo đuổi một đam mê, một sở thích cả đời. Bởi vì một thời gian dài thì nó cũng xảy ra nhiều chuyện, nhiều biến cố, nhiều chuyện vui, chuyện buồn riêng khác nhau, chứ không chỉ là những cái chuyện hạnh phúc, những cái chuyện vui mừng trong bộ môn này. Thì hy vọng là câu chuyện của mình tuy nó có hơi dài và mình đã cố nói ngắn bớt đi cho nó khoảng tầm 90 phút gì đó, nhưng mà cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện này của Kai và lấy nó giống như là động lực để mình có thể tiếp tục chơi bộ môn này cho đến khi mà cái sở thích nó biến thành đam mê, và cái đam mê đó nó là một phần gì đó ở trong chính bản thân mình tiếp tục bước tiếp. Và những chuyện học hành, công việc thì không lý nào lại khiến mình từ bỏ được một cái thứ mà mình rất là thích. Thì qua thời gian mình sẽ có được những cái cảm xúc, những cái kinh nghiệm, những cái gì đó mà mình tích góp được, mình cảm nhận được thông qua bộ môn Weibo này. Và mình cũng hy vọng mọi người ai mới chơi hay là đã chơi một thời gian dài rồi vẫn tiếp tục bộ môn này, để mình có cái những người anh em gọi là đồng đạo, chung một sở thích, chung một đam mê, có thể giao tiếp và trao đổi khi có cơ hội. Và hy vọng mọi người lắng nghe hết câu chuyện của Akai ngày hôm nay, và đây là tập mới của Akai và chuyện Weibo. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Yeah, là một cái combo nào.
Dạ, cảm ơn.